Chào mừng các em đã đến với kênh Lời Giải 2 com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài gió lạnh đầu mùa của tác giả Thạch Lam thuộc bài 6 chủ đề điểm tựa tinh thần trang 7 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 2 thuộc bộ sách chân trời sáng tạo. Trước hết chúng ta cùng đi tìm hiểu nội dung của chuyện gió lạnh đầu mùa. Gió lạnh đầu mùa kể về cuộc sống của những đứa trẻ nơi phố chợ nghèo trong một ngày đầu đông sơn và chị gái tên lan được mẹ lấy quần áo rét cho mặc nhân thể mẹ cho sơn và lan xem chiếc áo bông cũ của em duyên đứa em gái của lan và sơn mất từ lúc 4 tuổi điều này làm sơn nhớ đến người em xấu xố lan và sơn mặc xong áo ấm thì được mẹ cho phép đi chơi với bạn trong phố chợ đoạn trích dưới đây thuộc phần cuối truyện Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về tác giả Thạch Lam. Ông sinh năm 1910 và mất năm 1942. Tên thật là Nguyễn Tường Vinh, sau đổi là Nguyễn Tường Lân. Bút danh chính là Thạch Lam. Ông sinh tại Hà Nội, quê ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Thạch Lam có nhiều chuyện ngắn đặc sắc in trong các tập truyện như Gió đầu mùa năm 1937, Nắng trong vườn năm 1938, Ngày mới năm 1939 và Sợi tóc năm 1942. Chuyện của Thạch Lam nhẹ nhàng, giàu tình thương con người, đặc biệt là tình thương đối với trẻ thơ. Thạch Lam là nhà văn tiêu biểu cho dòng văn học lãng mạn giai đoạn năm 1930-1945, là cây bút xuất sắc của tự lực văn đoàn. Ông thường viết về những chuyện không có chuyện, chủ yếu khai thác thế giới nội tâm nhân vật với những cảm xúc mong manh, mơ hồ trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta hãy cùng đến với phần 1, chuẩn bị đọc. Cô sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa trang số 8. Câu hỏi số 1. Dựa vào nhàn đề, em đoán xem văn bản này viết về điều gì? Để có thể trả lời được câu hỏi, các em hãy phân tích các từ ngữ trong nhàn đề để trả lời câu hỏi. Cô có thể gợi ý như sau. Dựa vào nhan đề, em đoán văn bản này viết về những cơn gió lạnh giá của mùa đông bắt đầu tràn về và đem lại bài học nào đó cho chúng ta. Câu hỏi số 2, em đã bao giờ làm một việc tốt nhưng bị người khác hiểu lầm và chê trách hay chưa? Đối với câu hỏi này, các em hãy nhớ lại xem em đã từng làm việc nào tốt nhưng lại bị hiểu lầm và trình bày cùng các bạn. Đó có thể là một lần đi học về, có một em bé đi lạc, em đã dẫn em bé đến đồn công an để tìm bố mẹ, nhưng khi về lại bị mẹ hiểu lầm là là cả, học xong không chịu về. Đó có thể là một việc tốt, nhưng đã bị cha mẹ hiểu lầm và chê trách. Chúng ta đến với phần 2, trải nghiệm cùng văn bản. Câu hỏi số 1 Hình ảnh Cúc Xuân Tý Túc gợi cho em suy nghĩ gì về cuộc sống của những đứa trẻ nghèo? đối với câu hỏi trên em cần nêu suy nghĩ của dương em về cuộc sống của những em bé nghèo đói thiếu thốn cô có thể đưa ra gợi ý như sau hình ảnh cúc xuân tí túc gợi cho em nghĩ về hình ảnh cuộc sống nghèo khổ của những đứa trẻ đáng thương trong xã hội cũ và thời đại bây giờ cũng đầy dẫy những cảnh đời bất hạnh như thế Chúng nghèo đói, đáng thương đến mức không có một manh áo lành lặn khi gió đông về. Những cơn gió lạnh đầu mùa, chúng vẫn mặc bộ quần áo ngày thường, được may vá nhiều chỗ, rét đến nỗi, môi tím lại, da thịt thâm đi, răng thì đập vào nhau. Hình ảnh ấy phản phất vào tâm trí người đọc những nỗi buồn, niềm thương xót với những đứa trẻ nghèo. Câu hỏi số 2 Việc Sơn và chị quyết định cho Hiền cái áo thể hiện tính cách gì của hai chị em? Các em hãy suy nghĩ xem, hai chị em đã bộc lộ phẩm chất gì khi trao tặng áo cho bạn khó khăn hơn mình. Việc Sơn và chị quyết định cho Hiên cái áo đã thể hiện chị em Sơn là những đứa trẻ nhân hậu, tốt bụng, biết nghĩ cho người khác và biết giúp đỡ những cảnh đời khó khăn. Đó là biểu hiện của tình yêu thương, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta. Câu hỏi số 3. Theo em, trong đoạn kế tiếp, Chị Em Sơn sẽ gặp chuyện gì? Các em hãy dự đoán xem, việc tặng áo sẽ khiến chị Em Sơn gặp phải điều gì? Cô có thể gợi ý các em trả lời như sau, theo em, đoạn tiếp theo hai chị Em Sơn được mẹ khen vì có lòng tốt giúp đỡ người khác, hoặc cũng có thể bị mẹ trách mắng vì đã tự ý lấy áo để cho người khác. Chúng ta hãy đến với phần 3, suy ngẫm và phản hồi. Cô sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa trang số 11. Câu hỏi số 1. Chỉ ra một số từ ngữ thể hiện những ý nghĩ, cảm xúc của nhân vật Sơn trong đoạn văn dưới đây. Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng thương, cũng như bàn sáng, Sơn đã nhớ thương đến em Duyên ngày trước vẫn chơi cùng với Hiên, đùa nghịch ở vườn nhà, một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí. Đối với câu hỏi trên, các em hãy đọc kỹ đoạn văn và liệt kê ra các từ ngữ thể hiện cảm xúc của nhân vật. Một số từ ngữ thể hiện những ý nghĩ, cảm xúc của nhân vật Sơn trong đoạn văn đó là chợt nhớ, động lòng thương, nhớ thương và ý nghĩ tốt. Câu hỏi số 2, các sự việc chính trong Gió lạnh đầu mùa có thể tóm tắt thành chuỗi như sau a. Những cơn gió lạnh đầu mùa thổi đến phú trợ. b. chị em Lan, Sơn súng xính trong những chiếc áo ấm đắt tiền. những đứa trẻ nghèo hàng xóm vẫn mặc những chiếc áo mong manh thường ngày. riêng Hiền vẫn mặc chiếc áo rách tơi tả đang co ro vì lạnh. c. ái ngại về hoàn cảnh của Hiên, Sơn và Lan quyết định về nhà lấy áo bông của duyên, đứa em xấu số giấu mẹ mang sang cho Hiền. d. chuyện đến tai người nhà. Sơn và Lan sợ bị mẹ mắng, đi đòi lại áo không được, không dám về nhà. Đờ, mẹ Hiên mang áo bông sang nhà trả lại, may mắn được mẹ Sơn và Lan cho vay tiền mua áo ấm cho Hiên. Em hãy cho biết các sự việc trên liên quan với nhau như thế nào. Nếu không có sự việc C thì có xảy ra sự việc đờ hay không? Đối với câu hỏi trên, các em hãy đọc kỹ các sự việc đã cho và tìm mối liên hệ giữa chúng. Ta có thể thấy các sự việc trên liên quan chặt chẽ với nhau, sự việc này dẫn đến sự việc kia tạo thành chuỗi liền mạch cho văn bản. Nếu không có sự kiện C xảy ra thì không có sự kiện D vì có hành động cho áo Hiên của hai chị em Sơn và Lan thì mẹ Hiên mới mang áo đến trả lại. Ta đến với câu hỏi số 3, hành động cho áo góp phần thể hiện tính cách gì của Sơn và Lan, hành động ấy có ý nghĩa gì với Hiên? Đối với yêu cầu trên, các em hãy suy nghĩ xem, một người mà tặng quà cho những người khó khăn hơn mình sẽ là những người như thế nào và hành động ấy sẽ giúp người khó khăn nhận được điều gì về mặt tình cảm và vật chất. Hành động cho áo góp phần thể hiện tính cách tốt bụng, biết yêu thương đùm bọc những người có hoàn cảnh khó khăn của hai chị em Sơn và Lan. Hành động đó của hai đứa trẻ có ý nghĩa vô cùng to lớn với Hiên. Vì Hiền không những được ủ ấm về tinh thần mà còn được ủ ấm da thịt, Hiền đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của người khác trong cơn gió lạnh đầu mùa. Câu hỏi số 4. Vì sao người mẹ không trách mắng Sơn và Lan? Hành động của hai đứa trẻ đã tác động thế nào đến cách ứng xử của hai người mẹ ở cuối truyện? Đối với câu hỏi này, các em hãy xem xét hành động của hai chị em là hành động đáng khen hay đáng trách từ đó đã giúp người lớn có cách cư xử đẹp như thế nào. người mẹ không trách mắng sơn và lan vì hành động của hai đứa trẻ là một hành động đẹp. hành động đó đã bộc lộ được tính cách tốt bụng, quan tâm và sẻ chia của các em. mặt khác cũng thể hiện được sự giáo dục tốt của người mẹ. hành động của hai đứa trẻ đã tác động tích cực đến cách ứng xử của hai người mẹ ở cuối truyện. mẹ của hai đứa trẻ đã cho mẹ hiên mượn tiền để may áo cho con. Có thể nói, hai đứa trẻ đã phần nào giúp người lớn trở nên tốt đẹp hơn. Tiếp theo là câu hỏi số 5. Theo em, việc Lan và Sơn giấu mẹ lấy chiếc áo bông của em Duyên đem cho Hiên là hành động đáng khen hay đáng trách? Vì sao? Đây là một câu hỏi mở. Các em hãy suy nghĩ và trả lời theo quan điểm của bản thân và giải thích lý do vì sao em cho là như vậy. Các em có thể tham khảo câu trả lời dưới đây. Theo em, việc Lan và Sơn giấu mẹ lấy chiếc áo bông của em Duyên đem cho Hiên là một hành động đáng khen. Đáng khen ở chỗ hai đứa trẻ rất tốt bụng, biết sẻ chia và quan tâm những người có hoàn cảnh khó khăn. Chiếc áo của em Duyên nhưng em Duyên đã không còn và không dùng đến nữa nên tặng lại cho người có hoàn cảnh khó khăn và cần đến nó. Câu hỏi số 6. Văn bản này viết về đề tài gì? từ nội dung của văn bản, các em hãy nêu ra đề tài của bài. Văn bản này viết về tình yêu thương của con người trong cuộc sống. Cuối cùng là câu hỏi số 7. Nêu chủ đề của câu chuyện. Để có thể trả lời được câu hỏi, từ đề tài của văn bản, em hãy đi tìm chủ đề của chuyện. Chủ đề chính là vấn đề cụ thể nhỏ hơn đề tài. Cô có thể đưa ra gợi ý cho các em như sau chủ đề của chuyện xoay quanh sự sẻ chia của những đứa trẻ và sự khác biệt giữa những đứa trẻ lớn lên trong gia đình giàu có như Lan và Sơn và những đứa trẻ nghèo khổ tận cùng của xã hội như Cúc, Xuân, Tý, Túc hay tiêu biểu là Hiền. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài Gió lạnh đầu mùa của tác giả Thạch Lam thuộc bài 6, chủ đề Điểm tựa tinh thần, trang 7, sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 2 thuộc bộ sách Trần trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để tham khảo nhiều bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt.